Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực để ngăn chặn Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc bằng cách gia tăng áp lực trên mặt trận kinh tế. Mặc dù các giới chức Hoa Kỳ và Hàn Quốc lâu nay nhấn mạnh rằng mục đích chính của hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, THAAD, có mục đích chống lại khả năng tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Hàn, song Bắc Kinh lập luận rằng về lâu dài, hệ thống đó có thể làm nhiều hơn thế. Đây mới chỉ là một trong những cách mà Bắc Kinh đang làm để chủ động gây áp lực với Hàn Quốc về việc triển khai lá chắn tên lửa THAAD.